Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại kênh chia sẻ tâm hồn của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn các bạn cách mở vẽ tranh. Đó là ngoài một cây bút chì nha. Thì học cái nét tay là tâm hồn của mình nhá. Mình sẽ tô phần miệng màu đỏ. Đặt lông mày màu xám. Chỉ hôm nay mình sẽ tô ba phân khúc là ba màu, à hai màu, hai ở bên ngoài mình sẽ tô một phân là cây. Ở giữa mình sẽ tô màu cam. Ở phần đầu bút này mình sẽ tô màu be sữa. Phần cục tẩy này mình sẽ tô màu hồng nhạt nha. Nên các bạn thấy mình tô màu cây bút có đẹp không? Hôm nay mình tô rất chi là nhiều màu sắc, các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu cho cây bút chì nha. Video của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.